Trước mặt các bạn chính là cái ngôi biệt thự theo phong cách hiện đại, xây dựng trên nền đất là trên 200 m². Diện tích xây dựng thì là 125 m² và xây 3 tầng. Nhưng mà ngày hôm nay thì tôi muốn giới thiệu các bạn là bộ cổng theo phong cách hiện đại rất là đơn giản, được sơn màu ghi đen. Đấy, thì như các bạn đã thấy là ngôi biệt thự theo phong cách hiện đại và sơn chủ đạo màu trắng. Thì ở đây thì gia chủ cũng đã sơn màu ghi đen và khung bao là được sử dụng là kích thước là 5 x 10, được đan ở cái khu vực giữa đây là với những cái nan, các loại nan khác nhau là nan 48, 510 và 24 đó. Cổng này thì được gia chủ sử dụng bằng mở tự động tay đòn ở trên. Đấy, thì ở khu vực ở giữa các bạn nhìn thấy cái tấm bản này thì được bằng cắt CNC. Tay cầm cũng làm rất là đơn giản. Thì được cổng này thì được làm bằng chất liệu bằng sắt và sau đó là sơn tĩnh điện màu ghi đen như thế này. Với cái phong cách hiện đại thì các bạn xu hướng là làm cái cổng rất là đơn giản và gần như là cũng không có nhiều hoa văn lắm. Ưu điểm của cái bộ cổng theo phong cách hiện đại thì rất là đẹp và đơn giản, và nó lại phù hợp với cái kiến trúc của ngôi nhà. Và phía bên cạnh đây là có một cái khu vực lan can cũng được làm bằng sắt sơn tĩnh điện, và cái phía hàng rào cũng được bằng sơn sắt sơn tĩnh điện các bạn nhé. Thì đây là cái ngôi biệt thự được xây dựng của một đôi bạn trẻ. Nếu mà các bạn làm nhà thì nếu mà bạn muốn tư vấn về cái bộ cổng bằng sắt thì hãy liên hệ với số điện thoại dưới, tôi cũng có thể tư vấn một cách tốt nhất. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn video tiếp theo.